Nhàn mà chung sơn tí nữa đẹp rồi. Chung quá muộn nhàn ạ. Gỡ 2 mét. Thì trở về tưởng cũng ngủ mà thức được lâu hả? Thì trở về tưởng hắn ngủ. Về còn giỡn nữa chứ. Có 2 giờ nữa, đến giờ này. Còn nó không giỡn. Để em ngồi chơi mình tội. Nhưng hẳn mà có đây chị ơi. Ừ. Lúc đi chơi mệt liệt luôn đi. Em biết đang không? Hắn về nhà mà con nằm hắn chơi cả tiếng 2 tiếng đồng hồ nó mới đi ngủ đi. Ê, sợ mình thì mệt gần chết đấy. Đi chơi mệt. Dạ đó ngay. Hậu nói rằng
Em nằm xít lên, chị xít được không? Xít lên. Rồi, ok. Dưới này rất là nhiều. Chắc được hai cái anh ạ. Nãy nhìn không nữa mấy mà hắn ẩn ở dưới da á. Nhiều, mấy phút rồi? Mấy quả khoai cải thứ hai không có. Chấm chấm. Thật với em quên đấy, với em thích đi nhanh kìa. Vì nhìn có mụn nó lên gọn gàng. Lấy từ từ dọn chát cứ bể mụn răng á. Lên từ từ mới được. Nằm ngắn quá không sao gì vậy. Một lần video cho đẹp nên anh chạm. Được chưa? Từ từ lại hết lại mặt. Nhưng mà anh hiểu cảm giác mà. Một cái mặt mụn rất là nhiều. Chị mong nó nhanh hết anh ạ. Quay nhiều vậy nhé. Mệt. Lấy gì lấy được mong thích. Bây giờ con mụn thì lại bị bể ta. Bể chảy máu mất. Nghe thấy rạnh bí ra. Mấy phút này. Mấy phút này. Được cái nữa. Thôi đây được ạ, để làm cái nữa.